đô la Mỹ phủ kín màn hình các mặt. CLB nói Mi Mix Alpha là smartphone có màn hình tất cả các chỗ. Sản phẩm sẽ được bán tại thị trường nội địa trong tháng 12 tới với giá 2.810 đô la Mỹ. Ngoài đa màn hình, Mi Mix Alpha vẫn được thiết kế như smartphone thông thường. Chẳng hạn cạnh bên là nút tắt mở màn hình, phím tăng giảm âm lượng, cạnh trên là nút nguồn, cạnh trái của máy, thực chất là màn hình, có nút điều chỉnh âm lượng ảo, thay vì dùng chỉ đường bằng cử chỉ. Mi Mix Alpha dùng nút chỉ đường Android cho phím chức năng back và home ở cạnh phải. Cũng là màn hình. Màn hình phía sau là camera selfie thực chất không cần thiết. Người dùng có thể xoay điện thoại và dùng camera chính chụp selfie và dùng màn hình phía sau làm ống ngắm. Xiaomi không tiết lộ thông số màn hình như độ phân giải, kích cỡ, thậm chí kích cỡ máy. Hãng này chỉ nói rằng tỷ lệ màn hình và thân máy là 180,6%. Hãng điện thoại Trung Quốc dự kiến chỉ bán Mi Mix Alpha trong nước. Tuy nhiên với giá bán lên tới 2.810 đô la Mỹ không rõ khách hàng hạng sang có dễ dàng chấp nhận mẫu điện thoại này hay không